Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách bơm cái hộp mực cái cạc chip 05A nha các bạn. 05 thì cũng giống như 80A ha, cách thức giống nhau y chang. Bây giờ mình sẽ tiến hành tách đôi hộp mực này ra. Thì đối với cái cạc chip mà 05A hay 80 này các bạn ha, ở hai đầu có hai chốt, mình sẽ rút hai chốt này ra. Mình dùng kìm cắt thì ha, kẹp vô đây, rút chốt này ra ở hai đầu nha các bạn. Ok, lấy chốt ra ha, để bên bên ở đầu còn lại thường thì nó có dán tem vậy, các bạn cạo tem ra. Nếu mà cái đầu chốt này mà nó thụt, nó lùi vô trong á, các bạn sẽ lấy cái bít cái đầu tròn giống mình đặt lên ha, lấy búa đóng vô, đóng mạnh tay vô, đều tay mềm tay vô, nó sẽ đâm lủng cái miếng nhựa trong này thì các bạn sẽ tách ra được. Trường hợp mà nó lòi ra như thế này á, thì các bạn lấy kìm cắt á, mình đặt cho mình gấp vô, kéo ra. Còn trường hợp mà nếu cái này nó thập lùi vô trong, các bạn lấy bít dẹp, cái bít là dẹp mỏng mỏng nha, mình đặt lên lại nhẹ nhẹ ha, mình lại đẩy vô ngay chốt, bạn nâng đẩy lên ha, mình bạn thấy mình làm không? Đây, mình lại nhẹ cái đầu nó ra luôn, các bạn thấy không? Hàng chính hãng hay hàng thương hiệu hàng nào cũng vậy, đặt bít về cái bít dẹp hơi mỏng chút nha, các bạn thấy dít của mình ha, hơi nhỏ chút xíu. Đẩy vô xong, đây lấy cái kìm cắt, kìm mỏ nhọn vậy đó, kẹp kéo ra. Như vậy là mình đã tháo được hai chốt hai đầu hộp mực ra, sau đó mình tách đôi ra. Đây, tách đôi ra ha. Mình sẽ xử lý từng phần ha. Ngay cái này là cái buồng chứa mực, mình đổ mực vào ha. Các bạn thấy mực trên trục từ phủ đều đẹp. Mình xoay ha, thấy mực nó đều đẹp là ok nha các bạn. Và mình đổ vào thì bơm mực vào thì chắc chắn bản in ra sẽ đẹp. Trường hợp nó bị đùng mực lên chụp từ nữa, thì các bạn phải thay cái cây gạt từ này, cái gạt nhỏ nè. Nếu mà bị gì là phải thay gạt nhỏ nè. Còn bây giờ mình đổ mực vào như thế nào? Ở hai đầu này có hai ngóc luôn, các bạn sẽ tháo hai ngóc này ra. Tháo hai ngóc này ra ha. Gớp miếng nhựa này ra không sao hết, nó có chiều một, mình thấy có chiều một gắn đây ha. Các bạn lưu ý bên trong có những cái hình giống chữ D nữa các bạn ha, nó sẽ tương ứng với đây, các bạn thấy không, chữ D đây, gắn vào nó phải khớp vào nha các bạn. Còn bây giờ mình đổ mực vào nữa ngay đây, gắn ra sẵn bên ha. Đây, mình có sử dụng lần mực này để bơm cho 12A ha. Bây giờ mình lắc đều lên. Chèn luôn chưa?
nắp lại, nhớ để nắp lại nha, chứ thôi mà cái đổ ngoài. Gắn vào, mà gắn vào nó phải vào khớp nha, vào khớp nó vào chứ nó không vào. Rồi, siết ấp lại. Xếp hai ốc lại ha. Bây giờ xoay cái trục tần, mình thấy ha, mực đều lên là ok. Như vậy là mình đã đổ mực xong vô trong cái buồng mực. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ mực thải trên cái cụm râm này. Thôi các bạn lấy bít dẹp ha, bạn này đang ngại rồi. Đơn giản thôi, cầm tay giống như mình ha, đặt vô heo này, này nhẹ lên. Ra ngoài ha, con ốc này, con chốt rút ra, xong nhớ màu đầu lên, lấy gươm ra ngoài. Thường lấy gươm ra các bạn tốt nhất là lấy tờ giấy A4, rối gươm lại, và chắc như là các bạn làm gần kế bên đó, thì khi làm rớt vít ba ke vô thì nó sẽ lại ngã bể ngã. Chạy xước gươm làm gươm bị hư nha các bạn, chạy xước ra là anh em đây. Đây này là trục sạc, nó tháo trục sạc ra ngoài để khu vực xa xa chỗ mình làm ha. Bây giờ mình sẽ đổ gỡ hai con ốc này ra, tháo hai con ốc này ra xong bạn sẽ đổ hết toàn bộ mực thải ở bên trong ra ngoài. Tháo gạt ra ngoài ha các bạn. Các bạn thấy không? Mực thải bên trong này mình sẽ đổ ra ngoài hết nha. Ở đây mình có máy hút bụi, mình hút vô lại. Dốt lên nó siêu lá lúa nè, dân thợ hay gọi là lá lúa, hay gọi là cleaning siêu á, từ chuyên môn kỹ thuật. Mình vuốt bẻ bánh bánh lên chút ha, để cho nó ôm sát vô luôn, mặt thải không đổ ngoài. Và sau đó nó mà gáp cái gạt lại, gạt gơm lại. Gạt gơm tiếng Anh còn gọi là cleaning black. Sau khi lắp lại vào ha các bạn, mình sẽ set up lại. Các bạn lưu ý là cái cây gạt gươm này các bạn không có lau chùi sạch sẽ nha. Cái nhựa này nó phải có mực bôi trơn thì nó mới gạt sạch mực trên gươm chứ thôi. Mà các bạn mà lau sạch đó, thì nó sẽ lật gạt á, cái gươm sẽ không xoay được. Rồi, sau khi xếp hai ốc xong, cái trục sạc các bạn lấy vải mỏng lau chùi sạch sẽ lại. Sau khi lau sẽ xong chúng ta gắp lại. Này, gắn vào ha. Lắp gươm lại. Lắp gươm lại thì cái đầu mình có cái chốt ha, mình gạt gài vô đây. Xong các bạn lấy chốt này, lắp lại. Bấm vào. Sau đó là xoay cái gươm thử ha, các bạn thấy ha. Đây, mực bám về mặt gươm này. Gạt gươm mà còn xài được, còn xài tốt thì mực ở trên bề mặt của gươm nó sẽ được gạt sạch nha các bạn. Sau khi mình xoay vòng các bạn thấy không, cái lớp mực nãy bám trên bề mặt gươm nó đã được gạt gươm nó lau sạch ha, gạt sạch rồi à.
Rồi, sau khi làm xong hết thì các bạn sẽ gấp hai cái bộ phận lại, cái cụm mực với cái cụm râm lại. Đây, các bạn thấy ha, đây mình có hai đoạn hai khe này, gài vào. Xong các bạn sẽ gài chốt lại. Đây, các bạn gài chốt lại ha. Cành nó bóp nhẹ sao cho nó hướng vô, nó hai cái lỗ nó đều với nhau là ok. Một đầu, đầu còn lại tương tự. Bạn thấy mình đẩy vào rất là nhẹ nhàng. Đúng là nó đúng khớp là nó sẽ rất là nhẹ nhàng, bạn nhưng mình đẩy vô mà thấy cứng cứng là hai cái lỗ này nó chưa khớp với nhau. Các bạn bóp nó nhẹ cho nó khớp với nhau ha các bạn ha. Đây, mình đẩy chưa khớp. Mở ra xem lại ha. Nó cứng quá thì lấy vít lấy cái kềm để ra. Ngay khớp là nó đẩy vào nha các bạn. Nhẹ nhàng. Mình đẩy vừa tới thôi, để lần sau có bơm nữa mình ghép. Mình kẹp lấy ra cho nó dễ. Rồi sau khi làm xong thì các bạn có thể test sơn cái đi này. Nè, mình đẩy như thế này nha, mình bóp lại mình xoay luôn. Nếu mà các bạn bơm mực mà xoay như thế này thấy bề mặt nó sạch á thì hơn 90% là bạn lên ra sẽ đẹp. Nó không bị lem đen. Các bạn, cách này là một cái cách kinh nghiệm đó. Tại khi mình xoay như thế này là mình xoay luôn cái trục từ rồi nha. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ hướng dẫn các bạn cách bơm cái hộp mực cái gạch chích 05A xong rồi nha các bạn. Các bạn hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn cần hỗ trợ gì các bạn có thể comment phía dưới video, mình sẽ hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.